Dân xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay hai chị em Dân ra cái kênh cùng này để kéo cá. Sau thường bữa thì nó không có bích, bữa nay bích trục bình quá hả chị? Quá trời là bình luôn rồi. Mình đi kiếm chỗ nào trống trống á mình kéo. Rồi. Bình bao la luôn. Em thấy chỗ này được nè chị ơi, nó cá ụt mình... quá rồi chị. Ừ. Để mà chú mình kéo đi. Chứ hai đầu lục bình không kìa. Cá nó nằm khoảng giữa. Nó nằm đó cho chị ha. Nó nằm đợi tôi đó. À, kiếm chỗ nào dễ xuống. Chị ơi, nhắn lòng ở đây cũng nhóc mà chị. Nhóc luôn nè. Đây. Kéo lại đây, kiếm cá bự ra. Kiếm cá bự. Cho cá ụt nhất thôi mà cô. Chị xuống trước, chị qua bên kia đi. Rồi mình xuống cái này chị ơi. Nhẹ thôi, thôi cá chạy à. Chạy không? Trời nó vướng rồi kìa, nó vướng kìa. Wow, cá nhóc trên. À, bữa nay sâu vậy? Cá nhóc nè, cá một tông lại chân nè. Vô bắt viền với, bắt viền với. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Vũ được bình thôi. Bệnh nha. Rồi chị dở lên đi, chợ dở em bắt tới đó em vũ hết chưa? Rồi. Sang giúp cái cỏ này. Đó thôi. Có không? Đó. Thấy chưa? Thấy rồi đó. Thấy nó nhảy. Nó nhảy hả? Ừ. Cái đục nhói chưa hả? Đục nheo ha. Ừ. Ơi nè cái sặc nè. Ờ, có cá hồng tông kìa. Wow, cá nhóc chân nè. Cũng bộ. Đây, vũ xuống, vũ xuống. Rồi, thành ra đi, em vớt qua cho. Tấm gọn luôn nha. Sâu sọc vô hết luôn. Đây, mình được bao nhiêu cá đây đây. Cá rô, cá sặc, cá hồng tông. Ngon ha. Nè, có tép nhóc mà chị. Đủ ăn rồi đó. Đủ ăn rồi đó. Để mình chút chị vô luôn đi cô ơi. Mình kéo nữa. Sơ sơ thôi ha. Ừ. Nó có hụ nữa rồi đó. Được rồi. Đó. Trời ơi, con cá nằm trên lục bình luôn nè. Gì hả? Đây. Rồi đây mình ốp lại đó kìa. Thấy không chị? Nè, một mẻ cá của mình được bao nhiêu đây? Ê, mày ốp qua bên kia không? Quá trời lồng tông luôn kìa. Khoan khoan, trả mấy lưới. Chưa. Ô, con cá trong đó kìa. Đâu rồi, thấy mép nào? Đó, đây. Cá sặc bự luôn á. Đó. Chắc nó nằm trong lục bình đó chị ơi. Lỗi nó quảng rồi, khoan khoan. Rồi mình kéo mẻ thứ hai chị bọc bọc xích rồi đó, quá trời ơi kìa chị, nổi kìa ha. Đây mình vô cái bông lục bình này nè. Vô đây mà. Ê, cái này phải nó dài chút mà im ha. Ừ. Cái lưới mình nè. Vậy nữa mình mua cho nó thịt hết trơn giáp ở trên này cậy. Kéo nổi không? Hai đứa mình kéo giáp ở trên này đây. Cái thân thì có chút xíu mà đòi kéo bự. Vậy mà kéo nổi chứ à. Wow, chị ơi, nó chạy lắm, lẹ vô chị, lẹ vô. Có cá là được ha. Bắt gì, bắt gì chì đàn dứt. Đàn dứt. Wow. Cái đó kìa. Mắt đỏ luôn á. Hang cây vũ tay là mạnh. Cầm dở lên, dở lên cao lên. Cái đi đâu? Ồ, cái thằng tông mẹ nhóc quá trơn. Tông nhiều luôn á. Rồi dịnh cho em đi. Ừ. Đi thằng tông nhóc luôn. Cái này cái thằng tông nhóc luôn. Nè. Cá lồng tông, cá sạc, cá gô. Xa ra rồi rửa cái cây. Giờ mình để lên bãi lục bình này đi, mình lượm mắt cỏ hả xúc. Đây xúc vô đây lửa luôn à. Rồi. Thành ra. Nè. Đó. Đây. Nè, không có lồng tông nữa, bự ơi là bự chị. Nè cô. Cái hàm ha. Lấy nó luôn. Mà chú chị thả thì mà chỉ đòi ta lớn bự.
Cổ chốt thiệt chứ. Vậy cho chín cá đi. Vậy đi được nè. Ồ, cá lòng tông thấy ham luôn á. Cá không cá gì lần cá bự nè. Cá này mình chiên bột ngon lắm chị. Đúng rồi. Kho lẩu mắm guốc cũng ngon. Có cá đầu tưởng tượng tạ. Cái đó đúng rồi đó. Ngon thiệt chứ không ngon hả? Gọn gì đi mình kéo nữa. Đây. Ốc này ốc gì dài vậy chị? Tôi thắng biết nó dài. Ôi. Đó, thôi chờ mấy hai lưới nha. Hai lưới về mình lật ra lại. Ngay bầu luôn kìa. Đó luôn, cho đi ra đi. Kệ đi hồi cũng nhảy ra. Bây giờ ốc ở đâu? Ở đó không, ở đây. Ốc qua bên sông đi. Ốc qua bên sông đi. Đây là chị qua đây, chị qua đây. Qua cái gì ra muốn đó đúng không? Dạ. Còn hồi cái mình trở lại đây. Rồi, tay lưới thứ ba luôn. Lúng lúng. Bắt nhiều vô, bắt nhiều vô. Tốt nữa. Trả lên. Rồi chị dở cao lên cái đi. Wow, nhóc mà chị. Cá một tầm nhóc luôn. Cái khúc này nó lúng eo eo. Lúc mà có cá ha, chịu khó một chút là được rồi. Cá trong có cá sặc, cá gô gì nhá. Ồ, có cá gô. Ừ. Đủ cái cá. Rồi nè, thấy không? Ừ. Chẳng phiếu ha. Đó. Trời, nhái nó nhảy mặt em hết hồn. Đây mình được bao nhiêu cá đây? Lựa ra. Nó tép gông rồi. Cái này là thập cẩm. Thấy cái chơi đừng chơi cá nhỏ nha. Cá nhỏ thấy vậy cái ăn nó ngon á. Dạ. Lật nó hơi lâu thôi. Cái cá lòng tông nó bự cái này là muốn hết lớn rồi. Ừ. Cái gô này có gì mình về mình thả vô ao mình. Để nó sống. Rồi, mình tiếp tục. Rồi, lưới thứ ba của mình. Đây cũng bọn rồi đó ha. Được rồi đó. Ừ. Sông nước không vậy ta? Đây cái gỗ mình. À, bọc bọc cái kéo vô cái bờ bên kia ha. Rồi. Ra buồn. Trở lại, trở lại. Rồi, sống. Phan, phan. Dạ, nó lúng mày mất đi luôn chị. Bây giờ tao nói chung bắt ốc lúng lên. Phan, chị phan đi nha. Em bọc đường này xa hơn chị. Em đi trước chị đi từ từ thôi. Bắt nhìn dữ. Vô luôn. Vô luôn, vô luôn. Đổ lên, đổ lên. Nãy này đi gắt giò mình đi, mình rủ mới được. Phan, chị dở lên cái. Rồi. Dở, tôi kéo thẳng nè chị. Không được đâu, cô vũ cỏ nên mới được nó một về cỏ nè. Không, chị dở cao cao. Cái dở rồi. Cái thào của em nó trôi luôn. Lên hết đám cỏ ăn vô đám cỏ anh ta luôn. Có cá em thấy rồi đó nha. Nó cá gô chạy.
vàng vũ xuống cái hả? Cũng có nè, nhấp nè. Xích cho đây chứ, trong đây gai không? Vũ cái đây, cô vũ đây, lắm rồi. Gì đi? Dở lên coi sao. Hồ nhóc chân nè. Để em sẽ xúc vô. Rút hết đám cỏ luôn. Đúng cua luôn á. Ốc luôn nè, thấy không? Thập cẩm mà. Có rồi hả? Cái gì đám cỏ hả? Cái gì đám cỏ. Kéo nặng nó mắc cười hả? Nặng thiệt chứ. Quất nguyên cái đám của lục bình nữa tao. Có con dẹm đó nè. Bỏ con dẹm đi. Lấy nhóc. Bỏ con cua đi, cho nó sống đi, có con cua. Ý con cua con rồi chị. Cua này hồi nhỏ mà hay giăng câu á. Móc vô. Bự hơn chút xíu. Đây, dạ má kẹp. Đây nè. Ừ, con đó vừa đó. Con cá hồng tông này là bự hết đáp đây nè. Nè. Rồi. Viết đi đặng mình vừa mình làm. À, được nhiêu đây nè. Để tối làm không kịp nó không. Mình còn khúc đó chưa ốp kìa. Đây. Chị vũ cái lứ cái hả? Chưa. Nắm cho nó khẳng. Chỗ này lục bình không? Chỗ chở là chỗ kia kìa. Cái thào của em nó trồi. Nó chơi bỏ chủ nữa không à? Vô. Cái chỗ này nó dặm dặm đó. Rồi dở lên, dở lên. Tới đi. Rồi giữ rồi em luôn đi. Lắc cái. Cho cá vừa đầu luôn. Có đó, thấy không? Ồ có nè. Ê trên đây con chị. Số của mình đó. Rồi dở đi em xúc. Wow, có cua bự nữa nè. Không. Nhà em giờ em đạp ở trong đó ra đó. Có quảng hồn chạy ra. Hú hồn. Hú hồn con cá. Con có gô bự. Sao tầm bự luôn nha con. Tầm bự. Đây. Ngon nữa thấy không? Ngon đó ha. Kéo con lưới qua đó nó được rồi đó chị. Kéo lưới qua đó con lên đó đi về luôn chứ không gì. Cô vô đây đi nha. Ê, con có. Đó. Khoan em ngược cái này lại mới được, ngược cái này lại chị ơi. Bọc đường dưới đi nè, cho nó dễ. Bọc lên vậy chị dở lên đi. Đúng rồi. Dở ra. Ừ, móc ngược lại. Rồi. Xa quá sợ nó không ấy đó. Khoan hả kéo, khoan hả kéo. Vô đám cỏ này đi cô. Chị đi chậm chậm thôi. Này chị giữ này bên đó đi. Tại em đi đường này bọc này em phải đánh dọc. Vô đây nè, lục bình rồi chị. Wow, cái này quá trời cá hồng tông. Cá cũng cá mà nó lúng. Cây không à. Nó dướng em chịu không nổi luôn. Tính sọt cái chân vô mà sọt. Không được, dở lên đi.
ăn nguyên cái về lục bình luôn. Lục bình tiếp theo nè. Và vớt cà bớt cái hả? Vớt cà bớt ha, bắt lên. Đúng rồi. Đục bình táo bún gì. Đủ hết hả? Đủ rau hết. Cho gà xếp đèn tí đi cho nó dễ chịu coi. Cái chỗ này tại mình vô mình vô mình đạp không được á. Cá này không ra. Dạ. Thao mình bên kia. À đây, chị lấy đi. Chút giữ mà mất tiêu cái thao luôn. Cho nó lúng chưa? Chị ơi, khúc đẳng kìa, nó nổi lự đậu chân kìa. Ha. Ừ. Mình kéo ở đây cái nó lại đẳng. Ừ, kéo đằng này lên đây. Bởi vậy. Cá này khô tạt. Cái này cũng ít không nhiều hung à. Ừ. Cái này không có con cá rô. Mấy cái sật nó nhỏ, thả đi. Bắt cái tông như bể chầu. Rồi đủ ăn chưa? Nhiều đủ ăn hả chị ha? Đủ rồi đó. Rồi về chơi. Rồi. Cá hai chị em Dân đi kéo về. Dân làm được nhiêu đây? Bữa nay Dân nấu lẩu mắm guốc. Ăn với bông súng, với gồng nhúc. Em cắt cho chị lột nha. Rồi. Mà dễ ăn hả chị ha? Cù nèo được cũng được. Đúng rồi. Mình nhìn. Cái này đi nha. Mình nhiêu thôi mình ăn là được rồi. Đây là ăn sỉnh rồi. Sỉnh rồi ha. Trời, bữa nay thấy ông cũng mưa nè. Ui ui nè, bởi vậy mới nấu lẩu mắm ruốc cho chị ăn, đãi chị nè. Khéo mà nó lúng ghê hồn ha, mấy cá lòng tông nó khôn. Gì mà nó còn không chịu vô nhiều. Ta lo người ta chạy không. Bởi vì chạy bỏ nhóc luôn, nó khôn thiệt. Đáng lý người ta vô nhóc luôn. À, Dân nấu lẩu mắm ruốc với thịt ba gọi, Dân sắc ba gọi, còn chị Út thì sắc xả. Nấu cái gì? Dạ, nấu lẩu mắm này, nấu mắm ruốc của ba gọi nó ngon hả chị ha? Ừ. Ta còn gọi là thịt ba chỉ nữa. Ở quê mình thì gọi ba gọi. Bây giờ Dân bắt chảo lên, Dân phi xả ớt. Cho dầu ăn vô. Rồi dầu sôi mình cho xả vô, ớt vô luôn. Cho hết vô. Rồi Dân có mắm guốc của người em tặng nè. Người em ở Phú Quốc tặng. Mà lâu dữ rồi Dân chưa có ăn. Dân mới tặng cho chị Út với Nhung với Hạnh nè. Vậy hả? Dân cho vô em xào luôn. Vậy hả? Rồi mắm guốc với mắm. Thơm quá chị. Trời ơi bốc mùi nó thơm. Thơm, em cho thịt ba gọi vô xào chung luôn. Trời. Quá trời mà mùi chị ơi thơm dữ à. Rồi thịt heo Dân xào gì từ từ Dân cho nước vô. Nấu vừa vừa ăn thôi ha. Mắm ruốc này nó cũng vừa ăn rồi. Bây giờ Dân nêm thêm một ít thôi. Đường với hạt nêm. Hên chị Út ăn lẩu trời mưa kìa. Hên. Thơm quá trời thơm. Rồi Dân cho cá lòng tông vô luôn. Cá lòng tông có cái sặc. Đặc sản nghe chị Út đừng chê nghe. Dạ. Món đặc sản cho tụi vô chính đó. Nó sôi lên là mình bắt ra ăn được rồi đó.
chuẩn bị dọn đi. Rồi lỏng móng guốc mình nấu gì được rồi mình nhắc xuống. Rồi lỏng móng guốc chân nấu chín rồi. Mời má ăn lẩu, mời các bạn lẩu của mình nha. Chị ơi. Thơm quá. Bật bếp lên. Rồi mình ăn lẩu đi. Công nhận ha, nó lẩu xong trời mưa liền luôn. Ngon liền luôn á. Dạ, con súng. Còn nhúc này cho vô là ăn liền nè. Ừ, ngon. Nó chín chín giờ rồi đi. Không, cái gạo nhúc này bỏ vô là ăn liền á chị. Không, em xin tì em bóc á nha. Ngon, cái bị nhúc là thiếu nó vô. Đẹp luôn. Con ăn thịt đi. Ăn thịt đi, nè, ăn rau đi. Cảm ơn nha. Dạ. Cá lòng tông nè. Mời các bạn. Má mời ăn rau. Ăn mát. Em ăn thịt ba chỉ. Rồi, do mời cô chú, chị và các bạn ăn thịt kho móng guốc. Mưa người lớn luôn hả? Mà mới ăn thơm á. Thì chỉ có ông Tông bên đó nhất rồi. Cá mình kéo là ăn ngon. Ngon nha. Mưa này ăn lẩu đi. Bởi vì em biết trời mưa em mới nấu á. Còn mấy em kho tiêu rồi. Cá bánh bút này ngon thiệt chứ. Cá ông Tông bỏ kho tiêu cũng ngon nữa. Mắm ruốc cho con đưa mắm mà bốn năm thủ đó. Ừ, dạ. Của người em ở Phú Quốc tặng đó. Mắm ngon, rau ngon, rau thêm nữa. Xả luôn. Có một tép nữa nè. Mình đủ rồi đó mà. Ngon quá. Ăn hết một chén luôn kìa. Đến đây ngon mà cơm à. Cũng cứ ngon cơm mới ngon. Mà ngon trở lại con ăn cơm rồi lấy giờ cũng chút bây giờ gấp 3 lần rồi đó. Ngon thiệt chứ. Ăn nhiều đi chị. Phải kêu. Tính ra mắm hút keo vậy mà ăn ngon nha. Họ đặc sản của Phú Quốc người ta nè. Ngon á. Video của dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem những hộ cho nhân nghĩa cuộc sống miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thân nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.